Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ê, con mèo kia, mày đang nhìn cái gì đó? Tính ra biết chỗ này là chỗ tao đang gọi là đặt TNT không hả? Lại gần đây tí nữa nó nổ một cái banh xác, bây giờ đi ra chỗ khác chơi nhanh lên. Trời ơi, các bạn nhìn là con mèo bé tí tẹo nó cứ lại nó quậy mình các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Còn chưa đi nữa. Trời ơi, thiệt luôn á, tức ơi, tụi bạn đợi mình xíu nha, để mình kéo mèo ra chỗ khác đã. Ê, đi theo tôi, theo tôi. Chỗ này là chỗ nguy hiểm lắm, không được lại gần đây nghe chưa? Nè lại đây. Rồi đó, đứng im đây nghe chưa? Thời luôn á, quậy quá. Chào tiếp, chào lại nè. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay, như bạn đang thấy ở đằng sau lưng của mình, đó, bạn thấy gì không? Đây, xin giới thiệu với bạn, đây chính là một cỗ máy mới mà Phong mới vừa sáng tạo ra bạn ơi. Đó, bây giờ Phong sẽ thử sử dụng cỗ máy này để cho các bạn xem cái máy này là máy gì nha. Đây, ở đây nè, Phong có để một cái nút nè, thì bây giờ Phong sẽ bấm vô cái nút này một cái thì ngay tức TNT sẽ xuất hiện. Và 3, 2, 1. Trời ơi cao quá mấy bạn ơi. Đó mấy bạn ơi, bạn thấy ghê chưa, ghê chưa? Đây chính là một cái cỗ máy mà Phong mới vừa sáng tạo ra bạn. Mà bạn biết cái máy này dùng để làm gì không? Hay, cái máy này không phải là dùng để bắn chúng ta lên trên trời sau đó rơi xuống vậy đâu bạn. Mà cái máy này á, Phong chế tạo để dùng để bắn pháo bông mấy bạn. À, mấy bạn cũng biết á, là vừa rồi á, là chúng ta vừa mới hết Tết đúng không? Nhưng mà Phong á, thì Phong chưa được đi xem pháo bông, cho nên là Phong quyết định là Phong xây một cái máy bắn pháo bông ở trong Minecraft để Phong xem pháo bông bạn ơi. Đây bây giờ Phong sẽ làm cho bạn xem Phong bắn pháo bông như thế nào nha. Đây, mình sẽ để cái quả TNT vô đây nè. Sau đó mình sẽ nhấn nút. Đó, sau đó mình sẽ thắp quả TNT lên. Sau đó 3, 2, 1, bùm. Bùm. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Quả TNT bay lên trên trời, sau đó nổ đùng trên trời luôn bạn ơi. Xịn xịn xịn. Đó, mấy bạn thấy pháo hoa ghê không, ghê không? Trời ơi, chứ mình thấy là hơi bị xịn luôn các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ làm lại thêm lần nữa cho bạn xem nè. Bảo đảm có nhiều bạn xem xong thấy thích quá muốn xem lại đúng không? Đây, làm lại thêm lần nữa nha nè. Bấm vô nút nè, sau đó. Rồi, thắp quả bơm lên nè. Bùm, đó. Trời ơi, trời ơi, chết mình rồi các bạn ơi, bạn nhìn kìa. Quả TNT nó rơi trên nóc nhà của bà Sammy xong lủng nguyên cái lỗ to đùng luôn. Ôi trời ơi. Kiểu này á là bà Sammy bà sẽ quýnh mình lủng cái lỗ trên đầu y hệt với cái nóc nhà luôn bạn ơi. Chồng được không được. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Có cách nào không? Có cách nào không? Bà Sam mà phát hiện ra bà giết mình luôn các bạn ơi. À, đúng rồi, có cách này, có cách này. Mình phải phi tan chứng cứ mới được. Đúng rồi, mình phải dẹp cái máy này vô. Dẹp. Thấy mình sẽ lắp lại sao mình đập ra hết. Đập. Trời quá trời trời TNT luôn bà Sam mà biết được bà giết mình luôn bạn ơi. Đập. Ok. Lâm. À, rồi, giấu. Bây giờ mình sẽ giấu hết vô trong người mình nha bạn nha. Cho sao không biết nha bạn. Ok. Tôi không biết nha, nha. Ui trời, cái tiếng gì mà to đùng vậy? Trời ơi. Chạy mấy bạn ơi, chạy. Có gì vậy? Ơi, cái nóc nhà của chị nó nát rồi kìa. Ôi chu cha, oh my god. Không biết gì hết, không biết gì hết nha. Không biết gì hết. Ủa cái gì ạ? Gì tự nhiên hai chị cái gì vậy? Sao? Bà làm cái gì vậy? Bây giờ ông không trả lời đàng hoàng tôi nướng cho ông cho cả ăn luôn. Ủa tôi có làm gì đâu. Ủa tôi có làm cái gì đâu. Sao tiền bà nướng tôi lên không vậy? Không làm gì sao lại bỏ chạy? Chắc chắn bà đã làm gì đấy thôi. Ủa chuyện Conan nha, tôi đọc được nha. Mấy cái người mà chạy mà biết gì biết. Ủa chắc chắn là có vấn đề. Không thể nào mà có vấn đề mà bình thường được. Ê, tôi không biết vậy nha. Tự nhiên tôi đi bộ ngang qua nhà của hai người, cái hai người chạy ra cái đầu nhốt tôi vô rồi đòi nướng tôi lên nữa. Tôi làm gì? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Không làm gì vậy? Rõ ràng ông là người làm nổ cái nhà tôi đúng không? Hả gì? Nhà nào? Nhìn chính chán ông là thấy cái gì ta thấy gọi là gì ta kẻ, gọi là gì ta kẻ phá hoại kìa. Trên đầu ông ghi gọi là nguyên cái chữ kẻ phá hoại trên đầu ông kìa. Chắc nè nha. Tôi nói nha, mấy người không có bằng chứng, không có video. Đó, video đâu, bằng chứng đâu, hình ảnh đâu, có camera quay lại cảnh tôi làm nổ nhà mấy người không? Thôi không nói nhiều. Tôi không có nói nhiều, tôi không nói nhiều ông. Bây giờ ông một là xây lại nhà tôi, hai là tôi nướng ông. Trời ơi. Ôi vô duyên, tiện đòi nướng tôi. Trời cái này nhảy qua cái một. Trời ơi, tôi đi nha. Không biết, biết vậy trơn nha, không biết vậy trơn nha. Ôi vâng ơi. Chứ đâu phải là do đâu, chạy nhanh dữ trời. Em nghĩ sao vậy, chân ổng dày sọp, chân mình ngắn cũ là tất nhiên là ổng chạy nhanh rồi. Trời ơi mệt ơi luôn. Gì đâu mà chạy nhanh dữ trời.
có khi nào không phải là do ông làm mà nhà chị tự nổ không? Trời, 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 em ơi, em xem phim vừa thôi em nghĩ sao cái nhà tự nổ vậy, có nhà nào tự hủy không? Sao vậy? Ha. Nhưng mà cũng đúng, em nói vậy cũng đúng. Mình đâu có chứng cứ, mình đâu có video quay lại đâu mà tự nhiên mình nghĩ giống ta. Chắc là do cái này sự vô tình của hai cha mình rồi. Thôi, bây giờ em nghĩ hai cha mình phải về sửa cái mái nhà của chị. Không là lũ lụt bão nó dột xuống, nó xác định là ăn cạm, ăn đất luôn á. Ok. Trời ơi, mệt ghê luôn. Tự nhiên đang ngồi yên trong nhà, tự nhiên nhà bị lủng. Khổ quá trời. Ôi trời ơi, may quá mấy bạn ơi. Cũng may là bà Sam với bà Simmy không biết mình là người làm nổ nhà của bà mấy bạn à. Thôi chứ bà Sam bả mà biết mình là người làm nổ cái nóc nhà của bả là bả sẽ cạo đầu mình, sau đó bả bỏ quả TNT lên trên đầu mình bả làm nổ luôn các bạn. Trời ơi sợ lắm, sợ lắm. Phan, nếu như mà mình là người làm nổ mà mình kêu rằng là mình không phải là người làm nổ như vậy á thì có nghĩa là mình đang nói dối phải không ta? Tại vì á ở nhà ba mẹ mình hay bảo á là không có được nói dối, bởi vì nói dối chính là một cái điều rất là xấu. Không biết rằng là mình nói vậy có đúng không ta? Ôi, chắc như vậy là sai rồi á, mà chắc không sao đâu. Ủa tiếng gì vậy? Ủa tôi nghe tiếng bay cười. Cái gì vậy? Trời, một con heo biết bay. Trời, một con heo biết bay. Cái gì ghê vậy? Nhóc à, ngươi nói gì coi, ngươi nói lại cho nghe thử coi. Hả? Một con heo biết bay mà nó còn biết nói chuyện nữa. Cái gì vậy? Nó còn có cánh nữa. Trời ơi, chạy chạy. Thật ra, đứng nhóc, nhóc kia đứng lại coi. Ngươi bảo gì ta là con heo? Vậy à, nhìn nè bảo heo. Ngươi là ai? Tại sao ngươi có một khuôn mặt của một con heo mà ngươi lại biết đi bằng hai chân, biết nói chuyện rồi còn có cánh nữa, còn biết bay nữa? Ngươi là quái vật heo phương nào? Cái gì mà quái vật heo? Ta xin trân trọng giới thiệu với ngươi, ta chính là nàng tiên heo. Hả? Cái gì mà nàng tiên heo? Ủa nàng tiên heo với lại con heo khác nhau chỗ nào bạn? Khác chứ. Con heo nó đi bốn chân, ta là nàng tiên, ta xinh đẹp, ta đi hai chân, ngươi không thấy hả? Trời ơi, ngươi nghĩ rằng là ngươi đeo cái cánh vô, sau đó ngươi biết nói rằng là người ta sẽ tin ngươi là nàng tiên heo hả? Người ta tiên người ta phải đẹp chứ ai mà xấu như ngươi, một con heo xấu xí. À, thì ra cái thằng nhóc xinh lè xinh lét này không tin mình là nàng tiên heo. Thôi được rồi, sẽ cho ngươi biết thế nào sức mạnh của ta. Trời ơi. Úm mà là xì bùa, úm mà là, Ủa? Bây giờ xem ai là con heo xấu xí. Ủa bà nói gì vậy? Bà có ấm ba la xì bùa xong tôi có thấy xung quanh có gì khác đâu. Hả? Ủa thấy gì khác đâu ta? Ủa ê cái gì? Ủa trời. Trời ơi mấy bạn ơi, tại sao tự nhiên mình bị biến thành con heo rồi? Ủa trời, có khi nào bà này là bà tiên thiệt không? Bà ấy đã biến mình thành con heo. Ê trời ơi, bà tiên xinh đẹp ơi, bà làm ơn bà tha cho con lần này, bà đừng có biến con thành con heo bà ơi. Bà tha con này bà ơi. Tại sao phải tha cho ngươi? Ngươi có biết hồi nãy ngươi đã phạm một luật gì ta cực kỳ xấu xa không hả? Con có phạm luật gì đâu, nhưng mà khoan từ trước khi cho con biết con phạm luật gì thì bà làm ơn cho con biến thành phong cận được không, chứ con không muốn làm con heo xấu xí đâu bà ơi. Làm ơn tha con. Tha con bà ơi. Biến ngươi hả? Dạ. Nhưng mà trước hết ta biến ngươi lại thành người, ngươi phải khen một ta một câu gì đó nghe thật là dễ thương nào. Dạ, bà tiên heo là một bà tiên có khuôn mặt heo dễ thương đáng yêu. Ôi bà làm ơn hãy biến con lại thành người đi, con không muốn làm heo đâu bà ơi. Bà tiên ơi. Trời ơi, nói vậy có dễ thương hơn không? Ngồi đợi xíu đi. Dạ. Ôm bà là shipper. Ôi trời, trời ơi, may quá các bạn ơi, mình biến thành người bình thường nè, trời ơi, may quá. Thôi, vậy có nghĩa là đây đúng thật là bà tiên heo rồi các bạn ơi, mình không thể nào mà mình chọc giận bà này được. Phải mà biến mình thành con heo suốt đời là xong mình luôn á, là Sammy sẽ hết thích mình luôn á, từ đó mình sẽ trở thành hoàng tử heo luôn các bạn ơi, không được. Bà tiên xuống đây thì bà tiên đi dạo vòng vòng ngắm làng heo đầu tiên nha, con xin phép con về nha. Nhóc ra nè, dạ. Lại. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa cái gì đó xuống đi đâu? Nó xuống để tao ngắm ngươi hả? Ngươi có biết ngươi đã phạm lỗi gì không hả? Ủa con đâu có làm lỗi gì đâu bà. Tính ra là hồi nãy là con chỉ vô tình, con không biết bà là bà tiên, cho nên là con có lỡ con nói xấu bà, cho nên là bà trừng phạt con rồi mà. Giờ con có lỗi gì nữa đâu. Con đi về. Ê đỡ cái em đó. Đúng là cái việc ngươi dám chê ta là heo đúng là tội nặng. Nhưng cái hồi tại ngươi có biết ngươi đã nói gì không? Ngươi đã nói dối nên ta xuất hiện trước mặt ngươi đó. À thì ra là cái chuyện hồi nãy con nói dối bên nhà của Sammy á hả?
Nhưng mà cái chuyện con nói dối là chuyện của con, liên quan đến bà đâu, tiện bà la con. Ta chính là một bà tên ngụ sự thật, và ta ghét chữ sự dối gian. Chỉ cần ta gặp chữ dối gian, ta sẽ trừng phạt người đấy. Còn con đã dám nói dối nên ta sẽ trừng phạt con đó. Ủa gì kỳ vậy? Tính ra mà hồi nãy mà con mà không nói dối nha là Sammy sẽ cạo đầu con luôn, cho nên là con phải nói dối thôi. Ủa mà con nói dối thì cái là chuyện của con, đâu có liên quan đến bà đâu, tiện mà trừng phạt con. Ủa mà trừng phạt cái gì? Ta không quan tâm, ngươi chỉ cần nói dối, ta sẽ biến ngươi thành con heo xấu xí. Thôi không giỡn nha, tự nhiên không cái đầu trừng phạt người ta, biến người ta thành con heo. Cái này á là người ta cái này là cái gì ta, lạm dụng phép thuật nè, cái này không được nè, con không chịu. Đúng, bây giờ mà biến ngươi thành con heo, xúc phạm con heo lắm. Cái gì kỳ vậy? Ê bà, tính ra con đẹp trai vậy, bà kêu con biến con thành con heo là xúc phạm con heo là sao? Con mà biến thành heo là con sẽ là con heo đẹp trai nhất trong chuồng, bà hiểu không? Trời ơi, em thằng nhóc kìa, có bây giờ soi gương hay là soi mặt kiến chưa hả? Thôi bây giờ ta sẽ không lòng vòng với ngươi nữa, bây giờ ta sẽ cho ngươi một lời nguyền. Lời nguyền? Trời bà ơi, bà làm ơn đừng sử dụng lời nguyền biến con thành người đẹp trai nhất làng nha. Không chịu đâu, không có đẹp trai hơn đâu bà ơi. Không á, ai cho cái lời nguyền đấy? Nghe nè, lời nguyền gì? Ta sẽ cho ngươi một lời nguyền, đó chính là nếu ngươi chỉ cần nói dối một câu thôi, ngươi sẽ bị lùn đi 1 cm. Ủa, cái gì mà nói dối một câu là bị lùn đi 1 cm? Cái gì bà, cái gì mà ghê vậy? Nếu ngươi nói dối càng nhiều càng tốt, ngươi sẽ bị lùn hơn con kiến luôn. Tính ra bạn, là mình nói dối một câu, mình bị lùn đi có 1 cm nè. Có 1 cm là có chút ép rồi, cái gì đâu sợ. Ôi, không sợ, trời ơi, lùn có 1 cm thì có gì đâu sợ bà Tiên. Trời ơi, cùng lắm ấy bà nói với con là kiểu nói dối câu lùn đi nửa mét đi con còn sợ á. Mày, tính ra mình nói gì chi cho bà Tiên biến mình lùn nửa mét đây. Sao mình không nghĩ vậy nha? Chết, ta xin đổi lời nguyền. Nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ đi lùn nửa mét. Gì kỳ vậy? Không chịu. Con được buộc mà khóc nữa. Ta đi đây. Ủa gì kỳ vậy? Ây, bà Tiên hiểu ơi. Trời, kỳ vậy, tự nhiên không biết con bị lời nguyền vậy. Trời, vậy là nếu như mình nói dối một câu thì mình sẽ bị lùn đi nửa mét. Mà hiện tại á là mình cao 1m8, mà mình chưa nói dối một câu thì mình sẽ xuống còn 1m3. Xong mình nói dối thêm một câu nữa mình còn lại 80 cm. Trời ơi, vậy là mình sẽ bị lùn đi nếu mình nói dối hả ta? Không được. Vậy thì bây giờ mình phải khóa miệng mình lại, mình không được nói dối. Nếu mình mà nói dối thì mình sẽ bị lùn đi. Không được, không chịu. Mình không thể nào lùn như ca mui được. Không chịu. Chạy. Ai, trời ơi, tao nó mệt gì đâu luôn á trời. Tự nhiên nhà lủng nguyên lỗ to cho bá lửa này luôn á. Bây giờ ấy phụ đập mấy cái này xong xây lại. Ôi, tôi biết ai mà phá nhà tôi ha. Trời, tôi cào đầu nha. Mệt quá. Ai, trời ơi, đói bụng quá trời quá đất luôn bạn ơi. Mà đói thì làm gì bây giờ? Đói thì phải qua bên nhà Sammy xin đồ ăn thôi, chứ làm gì, chứ mình đâu biết nấu ăn đâu. Ok. Ủa Sammy ơi, bà làm gì bà leo nóc nhà vậy? Trời ơi, nhìn mà không biết hả, đang lắp nhà nè. Nhà lủng lỗ to chờ bá lửa luôn. Trời ơi, không biết ai tự nhiên làm nổ nhà của Sammy, xong giờ Sam phải lắp lại ha. Trời ơi, tội nghiệp Sam quá à. Trời ơi, tội tôi, lên phụ tôi đi, còn nói tội chi nữa. Tôi đâu có biết lắp lại nhà đâu, thôi bà làm mình đi. Tôi đói bụng quá, cho vô nhà kiếm gì ra ăn nha. Đói bụng quá. Vậy từ, ông làm gì, ông làm gì? Cho tôi vô nhà kiếm coi có gì ăn không. Là bây giờ ông đang rảnh đúng không? Thì cũng rảnh nè, nhưng mà đói bụng quá à, cho kiếm gì ăn đi. Rảnh tay em đang rảnh, ông giúp tôi cắt cỏi đi. Nhìn cỏi kia nó mập quá trời, tùm sùm kìa. Bây giờ cắt cỏi cho tôi, rồi tí tôi bao đồ ăn cho, được không? Cái gì? Trời ơi, bà thiệt đúng là lười biếng ghê luôn á. Cái sân vườn nhà bà cái gì đâu mà cỏ nè, quá trời lum la. Giờ mà tôi mà một mình tôi cắt hết đống cỏ cho tôi gãy tay luôn quá. Mà đang đói bụng nữa. Thì trời ơi, bây giờ cắt một xíu thôi, tí tôi bao ông ăn cáp xe, chịu không? Thiệt không? Thiệt, trời ơi, một chậu cáp xe luôn, 10 cái đùi, chịu chưa? Ok, được, quá được, vậy thì luôn. Được. Rồi, thôi để trời tôi làm cho. Trời ơi, muốn ăn cáp xe thì bây giờ phải ngồi cắt cỏ nữa bạn ơi, khổ ghê luôn á. Phải đập từng cái nè. Không biết có bạn nào lúc mà còn nhỏ mà hay ở nhà hay được mẹ bảo rằng là ra ngoài sân gọi là cắt cỏ giống như Phong không? Ngày xưa nhà Phong có một cái khu vườn á bạn, ngày nào mẹ của Phong với ba của Phong cũng kêu Phong rồi đó hái cỏ, cắt cỏ hết trơn á, mỏi tay muốn chết. Ok, đập nè.
Khổ ghê luôn á. Không biết khi nào mới làm xong đây. Ok, thôi chắc bên đây làm chút xíu thôi, qua bên kia làm bên kia đi. Ok. Thôi còn một đống luôn thì làm sao mà làm kịp bây giờ ta. Mà mình đang đói bụng nữa. Bây giờ mà mình cứ cắt cỏ kiểu này chắc mình ngất luôn á, mình xỉu luôn á, mình đói mình xỉu luôn bạn ơi. À mà khoan, đúng rồi, ở đây mình có một cái hộp quạt mà. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Tại sao mà mình không dùng cái hộp quạt này để mình đốt cái đám cỏ này ta? Ừ, nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ mình chỉ cần đốt ở đây thôi, xong nó sẽ lan ra, xong đầu nó sẽ cháy hết tất cả cỏ luôn. Thế là xong, mình sẽ khỏi cần phải cắt bằng tay nữa. Trời ơi, không, kìa, mình không kìa, mình... làm nhanh kìa, trời, làm nhanh lên, sắp muộn rồi. Ok, rồi, để tôi xíu. Trời, mình thông minh quá bạn ơi. Ok, mình sẽ thắp lửa nè, đốt hết cỏ là xong chứ gì. Trời, quá thông minh luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, mình quá là thông minh luôn bạn. Các bạn nhìn thấy không, lửa cháy rồi, nó cháy hết cỏ luôn rồi ha. Ôi, ôi cái gì, ôi trời, chuồng heo bị cháy luôn rồi trời. Lửa nó cháy qua chuồng heo mấy bạn ơi. Ôi đâu, ôi đâu. Ông ơi, ông chiên cái gì dưới mà sao nó khét lẹt vậy? Ê, ôi. Sam ơi, cháy chuồng heo, cháy chuồng heo Sam ơi. Cái gì, ông nói là tôi không nghe, nó cháy, cháy vậy? Cái chuồng heo của bà bị cháy rồi, mấy con heo bị cháy rồi. Đâu no. Gì vậy ba? Rồi xong Sam ơi. Con heo bây giờ chỉ còn miếng thịt heo thôi. Ôi ôi, Sam ơi, ông đang làm cái quái quỷ gì vậy? Trời ơi. Tôi đâu có biết gì đâu. Hồi nãy tôi đang hái cỏ, tôi đang cắt cỏ thì tự nhiên tôi nghe cái mùi khét khét, xong tôi quay tôi thấy bị cháy á, chứ tôi đâu biết gì đâu Sam. Chắc là nó tự bị cháy á, không phải tôi, không phải tôi. Cái gì mà tự bị cháy? Đất này sao tự bị cháy được? Nghe vô lý vậy? Chắc là do trời nắng quá, nhìn này thấy không? Ông mặt trời nắng quá cho nên nó là kiểu gọi là nó bị nóng xong nó cháy, không phải tôi làm đâu. Không phải tôi làm đâu sao? Sao nhà tôi bữa nay lạ nhờ? Cái nóc nhà tôi bị lủng lỗ, bây giờ đất cỏ tôi bây giờ cháy luôn á. Thế bà ơi, có khi nào nhà tôi bị ám không? Nhiều khi ngôi nhà của bà nhìn đi, ngôi nhà của bà là cái ngôi nhà nhìn kìa, nhà của ai cũng có màu hồng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nhìn nó đẹp ấy là đẹp. Có mỗi mình cái nhà của bà là nó màu xám mà. Khi nào ngôi nhà của bà là ngôi nhà bị ma ám không? Ghê lắm á. Cái gì ghê vậy? Trước giờ tôi sống có bị gì đâu. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên nó mới tự động cháy nè, chứ tôi không biết gì hết nha. Thôi tôi trả ra sao mấy cục thịt heo nè, cái này tôi không biết gì hết nha. Đây, trời ơi, nuôi con heo cho cố vô, bây giờ còn mỗi một mẫu thịt heo. Thôi tôi không biết gì hết nha, thôi để tôi qua bên kia, tôi kêu mấy anh cứu hỏa qua gọi là dập lửa, tôi không biết gì hết nha. Kêu nhanh nha, kêu nhanh nha, nhà tôi cháy bây giờ. Rồi biết rồi. Ôi, trời ơi mấy bạn ơi, thời luôn á, mình hậu đậu quá, tự nhiên không đốt một cái xong nó cháy cỏ, may quá không bị cháy nhà bạn ơi, chỉ bị cháy chuồng heo thôi. Hồi mấy bạn ơi, mấy bạn nhỏ đừng có bắt chước Phong nha, trời ơi nguy hiểm lắm bạn, không được cái này ở trong game thôi nha bạn nha, đừng bắt chước nha, cái này nguy hiểm nha các bạn nha. Ôi thời luôn á, bây giờ phải làm sao, qua gọi mấy anh lính cứu hỏa thôi. Ê, mấy anh lính cứu hỏa ơi. Ủa khoan tự, sao mình mở cửa không được ta? Ủa cái gì cây vậy? Ủa bình thường cái cửa này nó nhẹ lắm mà mình mở có một phát là được, mà sao thì hôm nay mở không được ta? Ủa gì cây vậy bạn? Trời, có chuyện gì vậy? Trời bạn ơi, sao tự nhiên mà mình thấy hình như là có gì đó sai sai trên cơ thể của mình hay sao bạn ơi? Sao tự nhiên mình cảm thấy mình hơi bị lùng đi? Đúng rồi, có khi nào đây chính là lời nguyền của nàng tiên heo ngày hôm qua không? Trời ơi, nếu như mình mà nói dối một câu nào thì mình sẽ bị lùng đi. Hồi nãy mình mới vừa nói dối cái việc gọi là mình làm cháy chuồng heo của Sammy á, cho nên là bây giờ mình bị lùng đi rồi nè. Trời ơi, chết tôi rồi, kiểu này tôi lùng hơn Camui luôn rồi bạn ơi. Bây giờ sao đây, tôi còn có 1m3 hả bạn ơi, giờ sao đây? Thôi phải gọi mấy anh lính cứu hỏa ơi. Mấy anh lính cứu hỏa ơi. Ơi trời ơi mấy bạn ơi, giờ đây phong cận 1m8 của mấy bạn đã không còn nữa rồi, mà đổi lại là phong cận lùng như là củ khoai có 1m3 hả bạn ơi. Trời ơi, kiểu này là mình lùng hơn cả Camui luôn mấy bạn ơi. Sau cái vụ mà cháy chuồng heo của Sammy ngày hôm qua á bạn, thì mình đã nói dối và mình đã bị bà tiên heo trừng phạt, biến mình lùng xuống còn có 1m3 thôi. Bây giờ mà mình nói dối thêm một câu nào nữa chắc mình biến thành người tí hon luôn á bạn. Từ nay mình sẽ khóa miệng lại, sẽ không nói dối nữa. Hy vọng rằng là bà tiên heo sẽ thương mình và biến mình trở lại bình thường mọi người ạ. Thôi đói bụng quá, chắc kiếm gì đi ăn mới được. Thôi nhưng mà mình không dám qua nhà Camui luôn các bạn. Qua nhà Camui xin đồ ăn mà Camui thấy mình chắc Camui chọc bơi mình chết luôn á. Tại vì bình thường mình hay chọc Camui đó bạn ơi. Giờ sao ta, đói bụng quá. Mà giờ á, nhà Sammy á thì hôm qua chết hết mấy con heo rồi, đâu còn đồ ăn đâu. Nhà Kairon thì Kairon đi đâu, không có nhà. Simmy thì mình qua nhà Sim nhiều rồi, mình cũng không kiếm được đồ ăn.
ca mui cũng không được. Qua nhà ca mui thấy mình là ca mui sẽ chọc quê mình mất. Không được. Đói bụng quá. Thôi, chắc là bây giờ đi kiếm gì đó ăn đại cũng được. Vô trong rừng kiếm coi có con heo, con gà hay con gì ăn thịt. Ha, thấy rồi bạn ơi, mới vừa nói luôn. Trời ơi, đây rồi. Một con gà. Ui trời ơi, con gà này nhìn có vẻ béo tốt quá nhà. Con này mà đem lên chiên giòn lên là hơi bị ngon luôn bạn ơi. Nhưng mà khoan, bây giờ mình lùng gần bằng con gà luôn các bạn ơi. Làm sao mình bới nó về được? Con gà này nó mập lắm, chắc chắn nó sẽ rất là nặng. Không thể nào mình bới nó về được các bạn ạ. Bây giờ làm sao để bắt được nó đây ta? Đây rồi, thấy có cách rồi các bạn ơi, nhìn là biết có cách rồi nè. Đây, bạn thấy gì không? Đây, ở đây có một cọng dây. Hình như cọng dây này là dùng để xích bé Mưa lại. Trời, thấy chưa? Bé Mưa suốt ngày đi quậy phá lung tung cho nên là Simmy xích lại đúng không? Trời ơi, nhìn, mấy bạn nhìn cái mặt của bé Mưa nè. Cái này là khuôn mặt của kẻ quậy phá nè, cho nên bị xích lại nè bạn. Thôi cho anh mượn cọng dây xíu nha, có gì tí nữa anh trả lại cho nha. Đây, mượn cọng dây có gì tí nữa trả nha. Anh kéo con gà về cái đã. Ok, rồi. Gà ơi, đi hết tay nhanh lên. Đó, thấy không? Bạn thấy không? Giờ mình xích con gà lại là mình đi đâu, con gà đi theo mình. Ấy. Wow. Thôi, bây giờ đem con gà về nấu đồ ăn ăn nha bạn nha. Đi thôi. Wow, trời ơi, no bụng quá mấy bạn ơi. Tính ra là hôm nay được ăn một cái bữa nó no, dễ sợ no luôn. Mà sao kỳ quá ha. Bình thường á là mình phải ăn một lần là ba con gà mình mới no lận. Còn bây giờ mình mới ăn có một con thôi mình no rồi. Chắc là do mình bị lùn lại các bạn, cho nên là cái bụng của mình nó cũng nhỏ đi, cho nên là ăn có một con thôi là no rồi. Hey, thiệt chán ghê luôn á. Thôi, bây giờ phải kiếm cái gì đó để đi chơi mới được. Phải quậy phá cái gì đó để cho nó tiêu đồ ăn mới được. Chứ không thôi á là mình ăn xong mình nằm ngủ rồi mình sẽ rất là dễ bị tăng cân các bạn ơi. Dạo này bị tăng mấy chục cân rồi, thôi không muốn tăng cân thêm đâu. Thôi, đi kiếm gì đó chơi mới được. Trời đất ơi, bé Mưa cu te hộp má của tôi đâu mất tiêu rồi. Ủa, Sam ơi. Bé Mưa cu te ơi. Ủa, Sam, cái gì mà tự nhiên không mà khóc lóc sầm vậy, có chuyện gì vậy? Không cơ. Ủa, Phan. Hả? Sao nhìn ông lại hả? Sao cái đầu ông to mà cái thân ông bị tóp lại hả? Ủa, trời ơi. Ủa, dữ vậy hả? Tại vì hôm qua ông không đụng tôi đó. Cái gì vậy? Tôi mới tập tạ rồi ông nội. Tại vì á, hôm qua tôi tập tạ xong tôi khinh tạ, tạ đè tôi cho nên tôi lùng lại được không? Hả? Có chuyện gì? Rồi sao? Ông biết à, hồi nãy á, ông biết sao? Hồi nãy tôi gọi là gì ta? Dùng cái dây để xích bé Mưa lại ở đây nè. Xong rồi bây giờ tôi chạy ra, bé Mưa cũng mất mà cái dây xích cũng mất luôn. Hả? Trời ơi. Vậy có khi nào là bé mưa chạy lung tung cho nên là bị xe bắt chó bắt rồi không? Nhiều khi bị xe bắt chó bắt rồi đó. Không được, bởi vì hồi nãy tôi đã xích bằng cái dây xích rồi mà, sao mà bé Mưa có thể đi được chứ? Hồi nãy ông có thấy cái xích với lại cái bé Mưa ở đâu không? Ủa, vậy là hồi nãy là Simmy đã xích bé Mưa lại cho nên là bị tháo dây ra trên bé Mưa nó mới chạy đi phải không Sim? Đúng rồi. Ủa mấy bạn ơi, có khi nào hồi nãy mình là cái người tháo cọng dây cho bé Mưa nó chạy đi không bạn? Hình như là mình phải không ta? Ủa nhưng mà bây giờ mình mà nói là mình thì chắc chắn rằng là Simmy sẽ mát cái Sammy. Mà một khi mát cái Sammy thì mình sẽ gọi là tan luôn các bạn ơi. Không được được. Vậy là mình không thể nào nói cái chuyện cọng dây này được. Simmy. Tôi nói Sim nghe nè, nhiều khi bé Mưa nó nhiều khi con bé Mưa nó dùng răng nó cắn đứt cọng dây xong nó chạy mất á. Bây giờ bà thử đi qua bên tiệm cáp xê bà kiếm coi, nhiều khi nó chạy qua tiệm cáp xê đó. Qua thử đi. Cái gì mà cáp xê chứ bé Mưa ơi, em đâu rồi? Trời ơi bạn ơi. Thôi chạy. Chết thật. Tự nhiên không, mình bắt có một con gà thôi mà mình để bị lạc mất bé Mưa. Mình tháo cọng dây ra trên bé Mưa chạy mất tiêu rồi. Thôi không được, phải trốn thôi. Chạy thôi, mình phải kiếm chỗ nào mình núp mới được. À đây, núp đằng sau cái bụi cỏ nè, núp đằng sau. Ủa khoan, sao tự nhiên cái bụi cỏ nó cao vậy? Ủa, mình nhớ trong làng mình là cỏ nó thấp lắm mà, nó đâu có cao gì đâu ta. Sao tự nhiên giờ nó cao hơn mình? Khoan, có khi nào? Trời, cái gì vậy? Trời ơi, bạn nhìn mình nè, bây giờ mình thấp lại hơn nữa bạn ơi. Bây giờ mình lùn hơn cả cái cọng cỏ nữa bạn ơi, bạn nhìn nè. Trời ơi, chết tôi rồi bạn ơi. Mình bị lùn lại thêm nữa rồi. Trời ơi, lại tiếp tục nói dối thêm một câu cho anh bị lùn lại tiếp rồi. Ôi, khoan từ, ở bên đây có mấy con mèo nè. Bình thường á, mình cao to, mình hay ăn hiếp mấy con mèo lắm. Bây giờ nhìn thấy mình bị lùn lại, nhiều khi nó tấn công mình nó không được. Vậy mình phải về biển sống. Trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, con bạch tuộc bây giờ nó còn bự hơn cả mình nữa bạn ơi. Thôi xong rồi, không được, mình phải khóa miệng từ đây thôi, mình không được nói dối nữa.
Thôi về rừng sống thôi chứ giờ biết sao giờ. Mọi người ơi, trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn mình nhảy lên trên mà lóc không được luôn bạn ơi, mình lùn tới nỗi mình không leo được luôn. Thôi xong tôi rồi, vậy là kể từ nay tôi phải sống trong cái thân xác bé tí hon như thế này rồi. Trời ơi, không à.